Hello, xin chào các bạn. Các bạn ơi, bây giờ là ngày 24 các bạn. Bây giờ là chiều rồi thì mình đang định đi mua cho hai đứa đồ. Các bạn ơi, nó thích bận đồ bộ mà đồ Giáng sinh á. Nhưng mà ở ngoài rất là đông luôn các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình vẫn phải đi các bạn ơi. Đi xong rồi đi công chuyện xong về luôn các bạn á. Bây giờ là mình đang ở Walmart. Bây giờ một hồi nữa, nếu mà được thì mình sẽ quay cho các bạn xem coi Walmart cái ngày mà cái Christmas nó như thế nào á. Hồi nãy mình mới vừa đi tiệm mà động thì nó cũng rất là đông luôn, mà phải xếp hàng. Cái này cũng vậy luôn, mình cũng thấy cái hàng rất là dài luôn. Đi chút xíu mệt quá các bạn mới sao. Hồi nãy đi rồi thấy cái hàng dài quá, định quay phim cho các bạn xem. Xong rồi quay qua kiếm không ra các bạn, ngồi tưởng mất phone ở đâu chứ ai về đâu. Để trong xe chờ ở giật hết cả mình. Thôi bây giờ mình chuẩn bị đi nhé. À, các bạn ơi, mình đang đi đây thì đi ở ngoài parking thôi là thấy rất là đông luôn rồi. Wow, đây cái hàng xếp hàng tới đây đây đó. Đó, thì đây là cái hàng ở ngoài thôi. Đó, các bạn coi xe này. Thật sự bữa nay các bạn ơi, mới coi ở đây thôi, mới cảm giác đó. Rồi, bên kia nó đi sai. Các bạn ơi, sai đường. Đường này chỉ có đường ra thôi, nó định quẹo vô. Rất là đông các bạn ơi. Ra ngoài chút xíu cái là cảm giác nó giống Giáng sinh liền. Chứ ở nhà ngoài mấy tháng không thấy gì luôn á. Đây các bạn ơi, mưa cũng được đi rồi nhưng mà các bạn coi cái hàng mà quá trời luôn. Bữa nay không phải là cái ngày sale đồ đâu các bạn nghe, nhưng mà rất là đông vậy đó. Còn ngày mai mà sale đồ nữa là không biết cỡ nào luôn. Rồi mưa quay cho các bạn nè. Trời ơi, được vô rồi các bạn ơi. Ở ngoài trời ơi, cái xe đông lắm luôn. Thật sự mưa sợ luôn á. Tại hôm nay lái xe thật sự mình rất là sợ khi mà mình lùi ra đằng sau các bạn ơi, mặc dù là có camera. À, các bạn, bữa nay mình sẽ đi thẳng tới chỗ hai đứa thôi, chứ đi vòng vòng bữa nay rất là đông luôn các bạn ơi, đông lắm luôn á. Bình thường là cái ngày mà 25, 16 các bạn ơi là Boxing Day á, là họ sale rất là nhiều luôn. Là tại vì cái ngày 25 là ngày lễ á, thì người ta mua đồ, mua quà cho ngày 25. Nên khi mà qua cái ngày đó là nó gần như là không có còn ai mua nữa. Đấy, các bạn coi đồ nè, rất là ít luôn nè, không có nhiều đó. Nên thành ra là ngày 26 là nó còn bao nhiêu là nó sẽ sale hết luôn đó. Bây giờ các bạn coi còn có chút xíu đồ nè, kiếm đồ không có luôn. Này thì con nít quá nè, hồi trước mới thấy mấy cái đồ bộ này kia cho mấy đứa nhỏ giống như cỡ Tha Mẹ Thiên à, nhiều lắm. Bây giờ là không có luôn. Còn ngày mai là cái ngày mà nó sale, không, ngày 26 á. Các bạn mà đi bữa đó là đã luôn. Mình thì ít khi nào đi lắm, dành không dạ, không có dành được, không còn luôn các bạn ơi. Cái này là 4-5 tuổi nè. Mấy cái này thì hai đứa không thích các bạn ơi. Mấy cái đồ bộ mà nó liền, không thể nào tin được là không còn bộ nào luôn. Để coi kiếm vòng vòng thử nha. Không có các bạn ơi. Hết sạch sẽ luôn á, các bạn thấy không? Cái này là ngày 25 thôi, ngày 26 là không còn miếng nào luôn. Là ngày Boxing Day, bên này có Boxing Day đó. Wow, không có các bạn ơi. Bên này là đồ nam nè, mấy đứa nít nè, đồ của mấy đứa trai.
Nha mà thôi mưa sẽ mua cho hai con mắm cái ghế này. Mới cảm thấy ngồi lên nó đã lắm nè. Nó cũng nhẹ nữa. Đó, không biết nó có trong bịch không. Cái này là 30 đồng nè. Bạn mới vừa ra đi lấy xe. Bạn lấy ghế cho hai con mắm. Đây, bạn sẽ lấy mỗi loại một cái. Một hồi đi vòng coi có cái nào đẹp không, mình sẽ đổi lại nha. Các bạn ơi, bàn ghế này kia nó cũng thiếu nữa các bạn. Cái này là là cái ghế các bạn ơi. Chắc là cái này nè. Mình cũng không rành nữa nhưng mà nó cũng còn một cái. Mấy cái ghế nè. Ồ, cái này là cái thùng để đồ nè. Các bạn thấy không? Mấy cái đồ thôi. Bàn ghế này kia thôi nó cũng thiếu nữa nè. Người ta mua quà này kia đó, mua đồ á. À, các bạn mới vừa lấy thêm hai cái gối dài cho hai đứa. Mới đổi cái này. Đây, qua màu hồng này. Màu hồng thì trên này rất là thích nè. Ngay đây thì nó để làm kiểu mà mới lấy hết rồi. Đó, để bây giờ mới sẽ lấy thêm pizza mà hôm bữa mới nói ngon các bạn á. Cho hai con mắm. Thật sự từ lúc mà mới ăn pizza đó, bây giờ mới không có thích ăn pizza khác không các bạn ơi. Thậm chí là ở ngoài tiệm á, họ làm á, bình thường là nó sẽ hơi dai dai mà nó không nó lạ lắm các bạn ơi. Định đi mua đồ bộ cho hai đứa, đồ bộ ngủ mùa Giáng sinh mà cuối cùng không có. Bây giờ mới sẽ đây các bạn, 3 đồng 77. Đây các bạn, mới lấy 6 hộp đây. Đây, sợ sách không được các bạn ơi. Chứ đây nè, còn có 4 hộp cuối cùng à. Mới lấy luôn. Còn có 4 hộp các bạn. Cái loại khác thì mới thấy để đi lúc nào cũng còn hết. Nhưng mà riêng cái loại này là lúc nào cũng sạch sẽ hết các bạn ơi. Nè nè, có bao nhiêu mình lấy hết rồi. Đó. Là tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 10 hộp. Đó, vậy là được rồi. Cho hai đứa ăn nguyên mùa luôn. Đông quá các bạn ơi, thật sự đi khó chịu luôn á. Mà kiếm chip hai đứa thích coi có không nha. Wow, mình giỏi quá nè, đẩy một tay thôi. Tự mình hại mình luôn. Ai, không có các bạn ơi. Chip hai đứa thích là cái loại chip cay cay. Mà ngay đây là không có rồi. Rồi cái này là khâu đồ ăn mà coi có gì không á. Cái này họ làm sẵn nữa. Nhưng mà 7 đồng một hộp lận. Mình nghĩ là mắc hơn là mình mua trái các bạn. Hồi nãy mình mới vừa mua bánh mì rồi. Cái này là mấy cái thịt này kia thì mấy thì thích mua thịt ở chợ Việt Nam hơn các bạn ơi. À, thôi mới sẽ đi về.
đi mà mất cái xe giống hôm bữa nữa chắc tức lắm á. Đây nó cái này là một đồng mấy thôi à, một cái à, khi mà nó làm sẵn cái là đây các bạn định mua đồ khác cuối cùng lại dính cái khác. Đồ chơi thì hồi trước mới có mua rồi thì từng đó thôi, các bạn không mua thêm nữa. Đây là cái line tính tiền nè, nhưng mà cái này là cho người ta tính cho mình, nó còn cái này mình tự tính thì mình không cần đợi lo. Ông này lo bấm phone mà không tránh đường cho người ta đi. Rồi lại cái này cho hai con mắm nó cũng thích cái này nè, sợ bật luôn đó. Nó thích ăn cay chứ bây giờ các bạn ơi, để mình lấy 6 bịch là 3 bịch cho 2 bịch cho chị Di, mỗi đứa 2 bịch. Cái này là mình sẽ tự tính các bạn nha. Các bạn ơi, mấy món thôi nhưng mà toàn món bự nữa. Mình mới giờ đổi cái này các bạn ơi, tại vì nó cũng y chang nhau mà nó dơ quá, mà gối thì đâu có giặt được. Thế lại mua về tới nhà cái là hai đứa xài liền luôn. Đây các bạn ơi, để đỡ vậy đi. Đẩy qua luôn, không biết thấy đường không, cái kiến đằng sau thấy được không. Các bạn ơi, trời ơi nó nóng. Ôi, may mà bây giờ nó đỡ, chỉ hồi sáng trời ơi mà bị sổ mũi á, nó khó chịu lắm luôn, đeo khẩu trang nữa không biết làm sao luôn. Bây giờ thì mới chuẩn bị đi lấy đồ đây. Đấy, cái giường cái ghế chứ, cái ghế cho hai con mánh đây thì cho hai đứa ngồi các bạn ơi. Với lại cả mấy tuần nay thì hai đứa nghỉ ở nhà, ba nó cũng ở nhà. Thôi bây giờ mới chuẩn bị đi các bạn nhé, một hồi nó sẽ gặp lại các bạn. Bye bye.